đang làm nhiệm vụ nhưng cứ ngỡ được tặng quà ngang, nói xoài non cướp mất lý trí của đồng chí Nghiêm Anh Hiếu cũng đâu có sai. Ủa? Đây là cứu mẹ Mỹ chưa? Kinh chắc nhở? Kinh chắc nhở? Kinh chắc nhở? Nếu mà cô gái khác thì em nghĩ là đấy là con tim. Còn đây là đối với em, khi em lên em thấy vỏ cũng cảm giác là đây là món quà. Đó. Em nghĩ là ôi đây tạo bất ngờ cho mình, nhưng mà phải làm trong nhiệm vụ thôi, đã chẳng bị tiếc. Nhưng mà hóa ra là em, việc của em là ngay đó luôn, em quên luôn, em quên mất tiêu luôn. Đi. Bà mà không chạy nhanh tôi không vô chỗ đây đó. Bà chạy nhanh lên. Chạy nhanh. Đi từ từ. Báo cáo xong ạ. Bọn người đã gửi đâu mà xong. Đi từ từ. Xong rồi, giờ gửi thôi. Em mang nó cất lại. Để gì chết lắm bây giờ. Chạy ra ngay đi. Trời ơi, không tin nổi luôn. Mọi người biết mình chạy vô cái nhà đó mà vẫn tháo trái bơm ra rồi quăng vô trong nhà. Trời ơi, tàn ác vậy. Tại sao không quăng qua khu vực rừng hay như thế nào đi? Trồng đen cái gì hả? Trồng đen cái gì hả? Chạy nắng rồi đúng không? Sao đen?